Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ nội địa Nhật nha, Phi. Đây, nó có tên như sao, cũng không biết đồng sao, Phi nè. Y Konishi nha, nội địa Nhật nha cả nhà. Đẹp len ken luôn nè. Rồi ơi. Mặt đỏ, phối đen. Đen thì vân caro nha. Chạy cơ chế là 6 kim. 6 kim. Bấm giờ thể thao nha cả nhà. Rồi em đo mặt. Đây, size 44 chưa núm nha. Size to cỡ núm 48.4. Càng là 51 nha. Đó, kim cọc sắc bén. Này đi ra ngoài ánh sáng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Lâu lâu nó có một con mặt đỏ size bự như vậy nha. Đây dây nè, rồi ôi láng bóng luôn, thép đúc nha cả nhà. Đó, nguyên rin đẹp ken luôn. Đây Phi FC11066 y Konishi nha. Đó, chống nước 100 m đáy xoáy. Đây em test 6 kim cho cả nhà mình xem nha. Đây bấm nè, chạy nè. Con này là lịch ấy, này 24 giờ nha cả nhà. Còn đây là số phút đếm được nha. Đó, rất đẹp luôn nha cả nhà. Nền nè. Nhìn rất cứng cáp mạnh mẽ luôn. Khóa nè. Dây thì cỡ tầm 19 đổ về nha cả nhà. Mắt chữ U nó cũng tìm rất cũng dễ nha. 19. Size mặt thì 44 chưa núm. Nhìn nè. Đẹp. Này hợp mạng hỏa nha. Tuổi cọp này kia, rất là đẹp luôn, óng ánh. Nếu mà em mà quay ngoài nắng là bao đẹp luôn. Chẳng qua giờ không kịp nên quay trong tối nha. Quay buổi tối. Rồi một câu của ngày hôm nay nha cả nhà. Em mời cả nhà nha.